đã để lại chỗ trống vắng trong gia đình này trong suốt những ngày vừa qua. Và tối đêm nay cũng là tối đêm cuối cùng để từng người thân trong gia đình tăng. Vâng, tối đêm nay và tối đêm mai sẽ là những tối đêm cuối cùng để từng người trong gia đình tăng quyến chúng ta còn được nhìn thấy thi hài của ông được đặt trong chiếc áo quan tại nơi ngôi nhà thân thương này. Và hôm nay đây, tất cả anh em trong nhóm nhạc chúng tôi có mặt nơi đây để cùng với gia đình tăng quyến chúng ta cùng nhau làm những giờ phút cầu nguyện qua những khúc nhạc thanh ca để thay cho từng lời kinh nguyện để chúng ta dâng lên Thiên Chúa là Cha từ ái. Xin Chúa an bài và bù đắp lại chúng chúng trong gia đình này, cũng như xin Chúa thứ tha cho những lỗi lầm, những thiếu sót mà khi còn sống của ông Giuse có lỡ mắc phải, để Chúa sớm đón đưa ông về hưởng trong nhan thánh của Ngài. Bên cạnh những khúc nhạc thanh ca mang tâm tình cầu nguyện ấy, anh em chúng tôi xin được mời tâm tình về những người con của ông Giuse nói lên lòng thương nhớ của mình để nhớ về một người cha, người ông, người cụ trong gia đình, người mà đã 3 năm suốt cả cuộc đời lo cho con cho cháu giờ đây đã không còn nữa. Kính thưa toàn thể quý tăng quyến, với một cuộc hành trình 84 năm của ông Giuse ở nơi dương thế, ông đã sống bên cạnh tất cả những người thân, quý bà con, lối sống gần xa, quý cộng đoàn giáo xứ và nhất là những người thân trong gia đình. Để rồi giờ đây sau 84 năm ấy, ông đã nghe tiếng Chúa gọi và trở về với Ngài. Sự ra đi của ông chắc hẳn rằng đã để lại rất nhiều đau xót và nỗi buồn phiền cho tất cả các con các cháu của những người thân. Nhưng với con mắt tin tin thì chúng ta tin tưởng rằng của ông Giuse chết không phải là hết, nhưng chỉ là một cuộc giải thoát để ông được trở về với đấng mà ông hằng mong chờ, đó là trở về sống trong cốt lòng của Thiên Chúa Cha. Nhưng với con mắt xác phạm của những người chúng ta thì sự ra đi của ông vẫn là một mất mát vô cùng to lớn. Vậy hôm nay đây, xin được kính mời toàn thể quý tăng quyến cùng với anh em chúng cháu để cùng nhau tối đầu tiên dâng những giờ kinh nguyện, dâng những giờ thánh ca để cầu nguyện với khúc nhạc ấy. Xin tất cả quý vị cùng đồng hành với anh em chúng cháu trong chương trình tối đầu tiên hôm nay. Và giờ phút này trước khi bắt đầu, cho phép toàn thể anh em chúng cháu được cùng tiến vào bên trong thắp lên những nén hương để kinh viện đến linh hồn của ông Giuse.
cho con như mùa xuân luôn mãi đời. Người đó chúa trời là người lớn trước.
ngài cũng sẽ mong đây một người con tội lỗi đã thương mỗi tình cha. Xin cho con quay trở về trong ăn mặc một lòng đáp lại tình cha.
cùng tham gia chương trình chiêu buồn cùng thành viên trong ban hôm nay.